Nếu như mà bạn đang chuẩn bị mua nhà hoặc là có ý định mua nhà nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu thì cái video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn các bước cần thiết khi mà bạn muốn mua một căn nhà. Thì hiện tại mình cũng đang ở cái khu Viridian rất là đẹp ở thành phố Arlington. Mình vừa đi bộ ở đây mà mình vừa chia sẻ cho các bạn luôn nha. Bên đây là một cái hồ rất là đẹp nè. Đó. Rồi đây là một căn nhà rất là đẹp. Thì khi mà bạn muốn mua nhà, bạn cần xác định coi là mình muốn mua ở khu vực nào, cái vị trí nó có thuận lợi cho mình hay không, trường học, công việc, rồi chợ búa, shopping center nó có thuận tiện cho nhu cầu của mình hay không. Và sau đó mình sẽ coi là cái khu đó nó vừa với cái income của mình hay không, để biết cái khu đó nó rơi khoảng bao nhiêu đó dễ thôi. Bạn lên Zillow, bạn coi rồi bạn sẽ biết là trung bình cái khu đó là khoảng bao nhiêu. Rồi sau đó, cái bước thứ hai là mình sẽ xác định coi là mình muốn mua nhà bằng cách nào, mượn tiền nhà băng hay là mình trả hết tiền mặt. Coi cái nào nó có lợi hơn cho mình. Rồi cái thứ ba là nói chuyện với một người làm loan officer. Và sau đó người ta sẽ check cái income của bạn, coi là bạn cần chuẩn bị cái giấy tờ gì để cho làm loan, chuẩn bị cái credit như thế nào, công việc có nên thay đổi hay không. Cái đó là với người loan officer, người ta sẽ take care cái phần làm loan cho bạn. Cái bước thứ tư là tìm một người realtor, một chuyên viên địa ốc tại khu vực đó. Ví dụ như mình có thể giúp tại khu vực Dallas, Fort Worth, Texas. Rồi cái người đó sẽ là người nắm rõ cái tình hình thị trường nhất. Bạn cứ gọi điện và interview với một vài người để coi coi người nào cảm thấy bạn có thể làm việc được lâu dài để mua một căn nhà. Người đó có kiến thức hay không? Có active trong cái thị trường này hay không? Cái đó là cái bước mà mình chọn người làm loan và người realtor để có thể giúp bạn mua căn nhà và làm thủ tục vay Rồi cái bước kế tiếp là đi coi nhà. Người realtor người ta sẽ gửi cho bạn một cái danh sách nhà đang có trên thị trường mà bạn muốn mua phù hợp với cái yêu cầu của bạn, và sau đó sẽ dẫn đi coi nhà. Thì khi mà đi coi nhà như vậy, nếu như mà bạn thích căn nào, bạn muốn make offer, thì người realtor họ sẽ có nhiệm vụ là họ tư vấn cho bạn là nên mua căn nhà này, offer căn nhà này với cái giá như thế nào, với cái terms nó như thế nào để có lợi cho bạn nhất mà bạn vẫn mua được căn nhà này. Hiện nay thì cái sự cạnh tranh nó không còn nhiều như là những năm 2020, 2021, bởi vì cái chấm tiền lời nó đã lên rồi, nó làm nhiều người mua ngừng lại không mua được hoặc là người ta muốn đợi. Đó thì đây là cơ hội cho bạn để bạn có thể mua được một căn nhà theo ý của mình với cái điều kiện và cái giá hợp mình nhất. Sau khi mà người ta nhận cái offer của mình rồi thì mình mướn người vô để mình kiểm tra căn nhà là inspection. Rồi sau đó mướn người để định giá. Nếu như bạn mượn tiền nhà băng, nhiều nhà băng đa số người ta sẽ yêu cầu phải mướn appraiser vô để định giá. Rồi nếu như mà muốn mua mượn tiền loan thì rơi vào khoảng là 3 cho tới 4 tuần để có thể đóng được căn nhà. Lúc đó bạn sẽ trong 30 ngày đó thì title office người ta sẽ kiểm tra chủ quyền căn nhà này, coi là nhà này có hợp thức hóa để bán hay không, coi có những cái nợ nần gì hay không. Rồi sau 30 ngày là mình sẽ tới closing table, để tới văn phòng của title để mình ký giấy tờ chuyển nhượng nhà. Bạn có thể ký mobile cũng được, có nghĩa là hẹn cái người làm chứng ở đâu rồi người ta tới đó rồi mình ký. Thì đó, sau đó là sang tên chủ quyền nhà.